Ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Văn Thanh, Nguyên trưởng Công an thành phố Mỹ Tho, ông Võ Trần Chí Công và bà Phạm Thị Quỳnh Anh, Nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông, cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2016, Ông Thanh là trưởng công an thành phố Mỹ Tho, đã lợi dụng chức vụ được giao, nên khi có người thân của người vi phạm hành chính xin giảm nhẹ hình thức xử phạt, Ông Thanh có bút phê vào biên bản vi phạm hành chính để chỉ đạo phạt cảnh cáo, thay vì phải xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền, không đúng với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, ông Thanh đã chỉ đạo ông Võ Trần Chí Công và bà Phạm Thị Quỳnh Anh phạt cảnh cáo 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 650 triệu đồng. Ông Công là cán bộ phụ trách tổ xử lý tại đội cảnh sát giao thông, đã không đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mà tự trả hồ sơ cho người vi phạm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 385 triệu đồng. Còn bà Quỳnh Anh, cán bộ phụ trách đội cảnh sát giao thông năm 2015-2016, cũng có những vi phạm tương tự gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 166 triệu đồng. <laughs>